Một chữ an. Khi tâm không còn lo lắng muộn phiền, cảm thấy vui vẻ gọi là an lạc. Khi tâm không bị lay động bởi sóng gió cuộc đời gọi là an bình. Khi nở được nụ cười trên môi gọi là an vui. Khi chú tâm vào một pháp môn tu tập gọi là an chú. Khi tâm không còn một chút dao động gọi là an tâm. Khi cảm thấy thanh thản không còn vướng bận gọi là an nhàn. Khi cảm nhận được sự mát mẻ trong lành gọi là an nhiên. Khi tâm không còn lo nghĩ chuyện quá khứ, hiện tại, tương lai gọi là an yên. Khi cảm thấy không còn một chút lo sợ gọi là an ổn. Khi biết bằng lòng với những gì đang có gọi là an phận. Khi cảm thấy có được sự bao bọc chở che gọi là an toàn. Khi sống đoàn kết hòa hợp với mọi người gọi là an hòa. Khi nơi sống cảm thấy được yên ổn gọi là an cư. Tìm gì giữa cuộc nhân sinh? Thưa, tìm hai chữ an bình thế thôi. Tìm gì giữa chốn nhân gian? Xin thưa, hai chữ bình an đêm ngày.